đang nắng cháy da cháy thịt kinh hồn ha. Đại đình cả nhà thấy không, Việt Nam mình bận cái đồ không, bao giờ cả nhà thấy qua Las Vegas Mỹ nóng không, đâu thấy kiểu bận vậy đâu. Đó như vậy nè, ngầu ghê không, giống như là bãi biển Miami vậy đó. Em chào đại đình, em chào cả nhà, nóng quá đại đình. Bây giờ là 1 giờ đúng ha, qua giờ ngọ, mình đang ở quận 8 ở đại đình. Ngày xưa thì bọn nhỏ thế hệ của bọn em á, những năm 80-90 á, thì thường hay nói là trai quận 4, gái quận 8. Nó có nhiều ý nghĩa lắm, thì cũng chỉ qua là trong cuộc sống mà thôi. Dạ, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 16 thì tháng 17 thì tháng 11 năm 2024. Cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Anh đi chào đại đình đi. Dạ, mình đang ở Tạ Quang Bửu, quận 8 nè. Rất là mừng khi bà con quận 8 mình vừa có hai cái siêu thị, đại siêu thị lớn vừa khai trương ha. Siêu thị vừa rồi là Park Mall, còn siêu thị nào là Central Premium. Cái nào cũng bự hết. Dạ, một cái thì 60.000 mét vuông, 5 tầng. Còn cái mới này thì là 49.000 mét vuông, 6 tầng và 2 hầm. Nói chung là mình muốn đi đâu cũng được hết. Vậy con? À, 5 tầng, 6 tầng hả con? Tại vì họ chưa có mở hết. Ở đây có làng nướng Nam Bộ nữa ha đại đình. Địa bàn quận 8, thời tiết ở ngoài rất là nắng nóng. Theo dòng tin nóng chia sẻ với đại đình luôn, đó là ông Hoàng Nhạc Việt mình ha, theo danh xưng của những người yêu thích rồi những người làm show đó, nói ông Hoàng Nhạc Việt mình là ai rồi ở đại đình, đó là Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện đòi bồi thường một vụ tai nạn ở Mỹ. Đại đơn lên tòa án Mỹ khởi kiện đòi bồi thường về một vụ tai nạn xảy ra hồi đầu năm 2024 khiến nam ca sĩ bị thương tật ở chân, gây ảnh hưởng nặng nề về việc đi lại và sức khỏe. Trời ơi, ghê quá. Không biết chuyện gì thế nào. Dạ. Theo như nguồn tin báo chí, người ta chia sẻ về cái việc mà nam ca sĩ này biểu diễn ở bên Mỹ mà gặp tai nạn ở đại đình, thì Đàm Vĩnh Hưng chính thức kiện một đại gia ở Mỹ lên tòa thượng thẩm bang California, trụ sở tại quận Cam, Orange County, kiện ông Gerard Richard William III, tức là chồng của ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền. Theo đơn kiện, ông Gerard Richard William III đã đắc trách trong việc đảm bảo an toàn cho khách mời trong một sự kiện riêng tư ở bang California. Bồn phun nước bị sập khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị thương nặng và phải nhập viện, có nghĩa là private show á đại đình. Cụ thể, trong đơn khởi kiện nộp lên tòa án có nội dung: vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, ông Gerard William III đã sử dụng một đài phun nước bằng bê tông sai mục đích, đó là làm sân khấu và bàn để các loại đồ uống trong bữa tiệc, khiến bồn phun nước này bị đổ, rơi trúng chân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hậu quả, giọng ca Bình Minh Sẽ Mang Em Đi bị thương nặng, phải cắt bỏ một vài ngón chân. Trời ghê trời. Cái này thật hư mình không biết nha, báo chí người ta đưa tin á, này chắc là phải đợi ảnh chia sẻ thực tế và phiên tòa diễn ra chứ cái gì mà ghê vậy. Ngoài ra, trong đơn kiện còn nêu rõ ông Gerard Richard William đã không thực hiện quy trình kiểm tra bảo trì tài sản thường xuyên, tạo ra môi trường làm việc không an toàn cho khách mời. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã yêu cầu bồi thường thiệt hại về chi phí y tế, mất show diễn và tổn thương tinh thần do tai nạn xảy ra. Trời đất ơi, đi gơi không đại đình. Vụ án này thì theo mình được biết thì sẽ qua năm 2025 mới được xét xử. Theo một luật sư ở bang California trao đổi cho bà con cô biết, mình biết thì cái vụ tai nạn cá nhân này thường nộp lên tòa ở khu vực thì cái mức bồi thường thiệt hại đâu đó sẽ tầm khoảng 25.000 đô la, là tính ra khoảng 625 triệu đồng tiền Việt Nam mình ở đại đình. Khung giá bồi thường dựa vào các bằng chứng thiệt hại và tổn thất. Hiện vụ kiện thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Trước mặt mình là siêu thị Park Mall ở đại đình. Bên trái là khu Đồng Diều. Siêu thị này lớn hơn 60.000 mét vuông nhưng mà chỉ có 5 tầng thôi. Nhà thấy đông ghê không? Bên này đông hơn. Theo như bà con cô bác Việt Kiều mình chia sẻ thì ở Mỹ có cái xu hướng là mua bảo hiểm tai nạn tại nhà. Khi đó khách đến nhà gặp rủi ro tai nạn sẽ nhận được bồi thường. Nếu mất bồi thường không thỏa đáng, người bị tai nạn có thể nộp đơn kiện chủ nhà
và chủ nhà sẽ có căn cứ để làm việc với hãng bảo hiểm. Những vụ kiện này được gọi là Willing Defendant. Hồi tháng 2 năm 2024, phía ekip của Đàm Vĩnh Hưng xác nhận nam ca sĩ gặp tai nạn phải hủy hai show, đó là Ngày Em Thắp Sao Trời dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2024 ở Hà Nội và Sài Gòn cùng nhiều lịch diễn khác nhau. Rồi báo họ chụp cái đơn kiện của Mr. Đàm Vĩnh Hưng ở đây. Đây là cái nhà, thấy không? Đó. À, rồi cái lúc mà nam nghệ sĩ này nằm trong bệnh viện, cái chân bị băng bó ha đại đình ha, không biết là nó đứt hoặc là nó mất thì ghê quá. Nếu mà nó mất á, thì em nghĩ nó cũng ảnh hưởng tới cái chuyện đi lại á, mất cân bằng á đại đình, trời thấy ghê vậy trời. Mà cái ông này thì là ổng có đời vợ sau là chị ca sĩ Bích Tuyền ở Đại Đình. Mà cả nhà thấy cái hình ảnh mà nam nghệ sĩ nằm bệnh viện không? Thấy ghê không Đại Gia Đình? Trời ơi, mà nằm bệnh viện ở bên Mỹ nó mắc lắm nha, chứ không có rẻ đâu nha Đại Gia Đình. Trời ơi, thời điểm xảy ra vụ việc, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết điều trị ở Mỹ, nếu điều trị ở Mỹ ca sĩ này phải chi đến 20 tỷ đồng. Trời ơi, vậy đền 25.000 đô là nhằm nhò gì đúng không Đại Gia Đình? Trời, cái gì ghê vậy trời. Mà nữ nữ ca sĩ Bích Tuyền á thì làm mai làm mối, rồi nghe bà con cô bác mình kể về những cái giai thoại mà người ta kể á, là làm mai làm mối vậy đó. Dạ, lấy cái ông này là một đại gia kính tiếng nha Đại Đình, nhưng mà do quá yêu nhau nên học hát tiếng Việt. Nữ ca sĩ này với chồng á thì ở với con riêng con chung á, thì ở trong cái căn nhà đâu đó khoảng 1.600 tỷ. Rồi cục vàng em buồn ngủ rồi, mắc ngủ đi con, còn nửa tiếng nữa mới về nhà, mặt đờ đờ. Tương quá à. Mà ở đây cái siêu thị này nó chật chội quá ha mẹ ha, chật chội quá à, đi là đụng tới đụng lui luôn á nha Đại Đình. Dưới mặt mình là ngã tư Âu Dương Lân với lại Tạ Quang Bủ. Em rẽ ý trời ơi, cán cái gì vậy trời đất ơi, thấy ghê quá. À, nhiều cô chú anh chị cũng chia sẻ là hình như nhà anh Đàm Vĩnh Hưng này là ở khu Fountain Valley, ở biển Fountain Valley hả, gần cái Huntington Beach đó Đại Đình. À, Lại Quyên nữa, rồi cẩn thận, rồi ngủ rồi, phê rồi. Mình đang đi ở đường Tạ Quang Bủ. Nóng quá, cái máy iPhone nó ngân giữa trần luôn ở Đại Đình. Chơi thì em phải mở cái quạt lớn hơn để bạn ấy chịu mát ha. Trời ơi, thường ta nói là nóng quá nổi mụn hay là nóng quá bón. Ngày xưa ăn khoai lang, khoai mì, ăn cơm độn, không có ăn canh á. Thì những năm 80 ăn bo bo ở Đại Đình, 70-80 ăn bo bo hay vậy bị bón lắm. Dạ, bị bón á nha, thậm chí là lấy cái kem bánh găng này nọ xích vô luôn á, ghê. Xin lỗi Đại Đình nha. Dạ, ồ, quay trở lại trường hợp này thấy ghê quá ha. Như vậy thì theo như mình biết, cái nguyên đơn đó là Đàm Vĩnh Hưng khởi kiện ra tòa án ở bang California, quận Cam và tòa thượng thẩm Đại Đình ha, năm 2025 mới xử. Dạ, đi diễn một cái tiệc cá nhân. Cái anh ca sĩ, cái anh đại gia mà chồng ca sĩ Phương Tuyền á, cũng hay hát, đi hát giống như Đại Đình, hình như là cũng xuất hiện ở Thiên Nga Paris By Night rồi luôn á. Đơn giản là do là anh là triệu phú thôi. Dạ, anh là kỹ sư công nghệ gì đó. Kỳ vừa rồi là Hoàng Linh có vô xích xoa cái ngôi nhà 1.600 tỷ của hai vợ chồng ảnh á,
nữ ca sĩ Phương Bích Tuyền ở đây, là hình như chị này ở Cần Thơ. Dạ. Mà anh nói chi phí điều trị gì mà thấy ghê quá, 20 tỷ. Oh man. Bởi vậy phải mua bảo hiểm là vậy đó. Không mua bảo hiểm là mệt thiệt, mà xỉu luôn. 20 tỷ là nhiêu? 800 ngàn đô chứ nhiêu đại định. 1 triệu đô là 25 tỷ rồi. 20 tỷ theo anh nói. Anh nói điều trị cái chương của anh, em nghĩ là nặng ha. Thường ở Việt Nam mình á, thì có những cái câu giống như là nhà giàu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột. Dạ. Nhưng mà cái này thì nó không có giống như vậy. Trường hợp vậy chi phí bên Mỹ lớn quá hả, cái gì mà bị thương ở chân, đứt chân, mà thấy báo chí họ đăng thật hư mình không biết, mà mất mấy ngón chân, trời ơi ghê quá, ảnh hưởng tới việc đi lại và chấn thương tâm lý nữa. Thật hư thì mình không rõ ha, đại định ha, thì phải đợi đến năm 2025 vụ kiện này đưa ra những cái bằng chứng này nọ các kiểu. Wow. Nội cái chi phí mướn luật sư là cũng là mệt lắm chứ không phải không đâu. Ở bên Mỹ như thế nào làm sao thì mình không biết, chứ ở Việt Nam á, nộp đơn kiện rồi tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm rồi qua nhiều cái công đoạn, rồi thậm chí mà khi tuyên án rồi á thì phải thi hành án nữa nha đại, phải đợi thi hành án nữa. Có nhiều trường hợp á là bên bị đơn á, họ chay ì luôn, họ chay ì luôn, bên kia phải thúc giục hội đồng thi hành án cưỡng chế đủ các kiểu á. Bên Mỹ sao thì mình không biết, không biết thì hỏi nha đại. Như vậy theo báo chí người ta chia sẻ cho mình biết á, là do là cái đài phun nước rồi họ để đồ ăn rồi để sàn biểu diễn hoặc là những cái thiết bị dụng cụ biểu diễn gì đó, mình không có tận mắt mình thấy nhưng mà nó không có đúng, không có an toàn đó, nên thành thử ra khi mà xảy ra sự cố rồi á, thì mới thấy nguy hiểm. Chưa kể cả nhà biết á, tiền cá nhân mà hát đủ thứ nhạc hết, nhạc trữ tình, boligo, rồi nhạc nhảy, nhạc sàn thì cả nhà biết rồi. Ở em thấy nha, ở bên Mỹ á, thường hay nhảy lắm, nhảy đầm lắm, rồi nhảy nhạc sàn lắm nha đại. Trời đất. Anh này anh dễ thương quá, anh Subaru mà anh đời tập lái. Chủ xe này có tính hài hước cái này, Subaru mà đời tập lái đó. Subaru này mắc tiền lắm chứ không có rẻ đâu nha. Ở bên Mỹ thì thấy nhiều hơn ở Việt Nam. Việt Nam thì hiếm lắm. Những người nào mà người ta có cái gu xài cũng cá tánh lắm thì mới xài Subaru ha. Nhưng mà đặc biệt là phải có tiền nha. Volkswagen nè, Subaru nè, hoặc là chiếc Volvo nè. Đó, đó là những cái hiệu xe mà gia chủ phải có tiền và phải cá tánh. Nhưng mà thường là những người đó là người ta không có thích khoe khoang, rồi những người gọi là đạo thủ thì cũng không đúng lắm đâu nha đại. Thường thường giờ này là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng trang trí Giáng sinh ở nhà ảnh ở đường Thất Sơn đó, khu biệt thự cư xá Bắc Hải đại đình. Sắp tới đây thì nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ biểu diễn ở ở Mỹ một cái show. Dạ. Trước đó anh cũng cancel mấy show do nhiều lý do ha, mà em thấy rõ ràng là trong đó có một lý do là đó là nếu mà báo chí chia sẻ đúng á, đó là bị tai nạn ở chân á. Ngộ ha. Ở bên Mỹ thì có lần là anh bị sạch cái gì ớt cay hay là hơi cay ở đại này. Lúc đó thì hình chụp cái ngực của ảnh đó là hầm luôn. Dạ. Có những cái vô những cái khu mà dân cư, những cái nơi mà cộng đồng mà những cái người mà không thích ảnh á cũng xuống đường phản đối nữa.
Thì anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng này cũng có nhiều cái phát ngôn mà gây sốc lắm gia đại đó. Ảnh nổi tiếng, tên tuổi ảnh nổi tiếng gắn liền với bài Say Tình nè, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi nè, rồi Hoài Linh nè, Vũ Hà nè, bây giờ là Dương Triệu Vũ nè. Mệt đường người rồi đúng không nè, đau răng á hả? Đây giờ đau răng lắm, hành sốt hả? Giờ em ăn hiếp em quá đại được đây. Thôi nước đang lên nè. Ôi trời nắng chang chang mà nước chưa rút nữa. Ghê quá. Mới qua đồ bà, mà chơi đồ đầm đồ xì luôn đại được. Bài lớn ghê luôn. Quận Cam, khu Westminster, khu San Jose, những cái khu vực có nhiều cộng đồng người Việt mình sinh sống ha đại đình ha, giống như ở Texas vậy đó, Florida, dạ những cái nơi tiểu bang mà bà con Việt kiều mình sinh sống ở đó. Bởi vậy thì thường sẽ tổ chức những cái tiệc hoặc là những cái sự kiện họ đãi ở sòng bài hoặc là những cái nhà cao cấp, những cái nhà hàng, giống như vừa rồi là cái tiệc của chị tiệc sinh nhật gì đó đãi ở nhà hàng gì đó ai tăng gồ của chị Gigi Phương Trinh đó đại đình, ai tăng gồ cũng lớn lắm chứ không nhỏ đâu ha. Cái ai tăng gồ đó họ vừa rồi họ cũng tổ chức cái lễ dỗ tổ ở đại đình, lễ dỗ tổ nghệ sĩ. Đây là chuyện ngoài xảy ra ý muốn không có thể dàn xếp được hai bên đem ra kiện tụng thì sẽ tốn rất là nhiều chi phí chứ không phải ít đâu ha. Mà đương nhiên thì nếu mà tòa xử thắng á, thì bên bị sẽ thanh toán hết tiền tiền khởi kiện rồi tiền này nọ các kiểu nữa, đủ thứ hết. Trước đó thì anh Đàm Vĩnh Hưng cũng cái vụ mà đeo huy hiệu lạ lại nè. Cấm biểu diễn 9 tháng ở Việt Nam á, nhưng mà ảnh thấy ảnh biểu diễn bên Mỹ đây đó. Hầu như bên Mỹ biểu diễn ở sòng bài là nhiều, thu hút bà con cô bác mình tới relax coi show, nào là show David Copperfield, rồi show ca nhạc, show hải ngoại hoặc là show của những cái người nổi tiếng trên khắp thế giới. Mà em thấy show cũng không mắc lắm nha đại đình, khoảng không mắc so với người lao động ở bên Mỹ nha, chứ còn rất mắc so với lại tiền lương người lao động ở Việt Nam. Dạ chứ em thấy show Đức David Copperfield đó, chỉ khi mà buổi chiều tối em thấy họ giảm giá chỉ còn có 79-80 đô, à tính ra là khoảng 2 triệu. Dạ thì 79-80 đô là bằng đâu đó 1/3 của mấy anh chị em làm nail một ngày, dạ hoặc là lương minimum quay là khoảng 20 đô một tiếng thì làm 4 tiếng là coi show được rồi, còn 4 tiếng ăn đúng không đại đình. Còn ở Việt Nam thì bằng 1/4 lương,
bằng một phần tiền lương của người công nhân. Dạ. Đàm Chính Hưng tên thiệt là Huỳnh Minh Hưng ha, đại đình cũng đạt giải tiếng hát truyền hình, cũng đạt giải cao đó. Rồi sau này anh đổi tên là Đàm Vĩnh Hưng, mà anh nổi tiếng ở hải ngoại trước, rồi bây giờ Việt Nam nổi do Hoài Linh một phần trong đó. Tới bây giờ là một trong những cái nghệ sĩ ca sĩ mà gọi là nổi tiếng lâu, thành công được rất là nhiều khán thính giả, nhất là những người có tuổi. Đâu phải tập lái đâu cả nhà, thấy không, chạy ào ào ào. Tại người ta ghi vậy để tránh xa ra, giống như là Baby in Car đó. Ở bên Mỹ cái từ tập lái là em diễn qua mất tiêu rồi ta, new driver nữa ta, đúng không đại đình, em quên mất tiêu rồi. Kỳ đó bạn em chở đi xuyên bang rồi em có để ý, em thấy tập lái gì chạy bang tới đó luôn rồi. Em chào đại đình, em chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe, được nhiều hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương nhau. Em chào đại đình, đây là chủ nhật rồi, chúc bà con mình một ngày chủ nhật vui vẻ an bình ha. Không biết sắp tới đây Đàm Vĩnh Hưng có trang trí Giáng sinh nhà ảnh hay không. Rồi quay qua quay lại nhanh quá. Lần trước là em nhớ em quay cái trước cửa nhà ảnh là con gấu ở đây rồi. Rồi mấy năm trước nữa là ảnh cho vô nhà quay luôn cái ngoài khu vườn nhà ảnh thôi. Dạ, chơi đoàn là đồ sách tay nước ngoài mà. Thấy có mấy món đó không có ở Việt Nam, dữ dằn thiệt á chứ. Chịu chơi, chịu chi ha. Rồi trước đó nữa là cũng có giang hồ nào rao bán nhà ảnh với cái giá là triệu đô, ghê thiệt. Ôi, hệ thống cơm tấm lớn nhất Việt Nam sắp mở. Trời ơi, cả nhà biết bữa tụi em mới hỏi Phan Trai là 1 tỷ 8 tới 2 tỷ đại rồi. Ôi trời, giờ Việt Nam là nói chuyện tỷ tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ không à. Ghê quá. Trong khi đó lương một tiếng là chỉ có 20.000 đồng, lương công nhân là 240 thôi. Cha mẹ ơi. Em chào đại đình, em chào cả nhà, chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ.